Chiến trường nào cũng gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát hy sinh. Các anh, các chị và các bạn thực sự là những chiến sĩ áo trắng đang dấn thân thực hiện sứ mệnh cao cả. Đây là những dòng nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ trong bức thư biểu dương, đánh giá cao những cống hiến nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm tận lực dành cho những chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu chống dịch. Bức thư xúc động của Thủ tướng đã tiếp thêm nghị lực, niềm tin và quyết tâm chống dịch của toàn thể y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế, những người đang trên tuyến đầu chống dịch trong thời khắc nước sôi lửa bỏng. Trong thư, Thủ tướng nêu rõ COVID-19 là đại dịch đặc biệt nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh, diễn biến khó lường, đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng y tế và những hậu quả về kinh tế, xã hội rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, tác động mạnh đến hầu hết mọi mặt đời sống xã hội của nước ta. Đợt dịch bùng phát ở nước ta từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay với những biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát và nguy hiểm hơn đã xuất hiện ở nhiều địa phương. Tri ân những chiến sĩ áo trắng, thư của Thủ tướng viết: "Chúng ta không thể nào quên những hình ảnh cảm động của những bác sĩ, nhân viên y tế phải gác lại mọi riêng tư, chấp nhận những hy sinh cá nhân, tận tình chu đáo chăm sóc người bệnh, hay những khoảnh khắc hành động cao đẹp lay động lòng người của những chiến sĩ áo trắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi nóng. Dù đã kiệt sức nhưng quyết bám trụ chiến đấu với dịch bệnh, tất cả vì sức khỏe của người dân, của cộng đồng." Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực không mệt mỏi, tận tâm, tận lực, không quản ngại vất vả, gian nan và hiểm nguy của đội ngũ cán bộ y tế chống dịch thời gian qua. Thưa quý vị, bên cạnh khen thưởng động viên kịp thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ rõ, phải thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân lây dịch ở tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang từ hai bệnh viện. Bộ Y tế phải có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các bệnh viện. Cũng tại cuộc họp trực tuyến với hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng biện pháp tấn công dịch ở hai tỉnh này là tiến hành xét nghiệm chủ động, nhất là nơi khoanh vùng, thần tốc hơn nữa trong xét nghiệm, cần phải tăng cường các bệnh viện điều trị, nhân lực, trang thiết bị vật chất, đủ năng lực thực hiện biện pháp 4 tại chỗ. Trong giai đoạn này, thì Bộ Y tế ưu tiên vaccine cho hai tỉnh là Bắc Giang và Bắc Ninh. Còn tại thủ đô Hà Nội, địa bàn tiếp giáp Bắc Ninh và có nguy cơ lây lan dịch cao nhất nước. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã ghi nhận 13 cụm COVID-19, trong đó 4 cụm mới xuất hiện và 2 cụm cũ vẫn thêm ca dương tính, còn lại 7 cụm đã được kiểm soát. Tính đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận tổng cộng 237 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, trong đó 4 cụm mới là tại công ty TNT, Park 11 Tham City, Park 9 Tham City, bác sĩ bệnh viện Bắc Thăng Long, bệnh nhân 5321 tại Gia Lâm. Các cụm cũ vẫn phát sinh bệnh nhân là bệnh viện ca Tân Triều, bệnh nhân 3633, 3634 từ Đà Nẵng trở về. 7 cụm dịch đã được kiểm soát gồm Bắc Ninh, Bệnh viện Nhiệt đới Cơ sở Đông Anh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, chuyến bay VN160 ngày 29 tháng 4 và cụm dịch tại Park 10 Tham City. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác truy vết dịch, thành phố này vừa ra mắt trang Zalo, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội, kết nối trực tiếp với 4 đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về COVID-19. Thưa quý vị, theo thống kê của WHO, hơn một năm sau đại dịch COVID-19, số ca bệnh trên toàn thế giới đã tăng gấp 40 lần lên hơn 160 triệu người, trong khi số ca tử vong tăng 11 lần lên hơn 3 triệu người. Còn ở nước ta, Bắc Giang và Bắc Ninh đang là hai vùng dịch lớn nhất. Đến trước 18 giờ chiều nay thì riêng Bắc Giang có thêm 87 ca mắc mới, nâng số ca mắc mới của tỉnh này lên con số là 1.481 ca. Còn tính tổng cộng 30 địa phương đang có dịch, đã có 2.913 ca mắc COVID-19 đến lúc này. Bộ Y tế chiều 26 tháng 5 công bố bệnh nhân số 3.760 tử vong vì sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm nCoV, suy tim trên bệnh nhân nặng tăng huyết áp, suy giáp, đái tháo đường, béo phì. Bệnh nhân là nữ 67 tuổi, địa chỉ Thuận Thành, Bắc Ninh. Đây là ca tử vong thứ 10 trong đợt dịch này và thứ 45 kể từ đầu dịch. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh, trước 18 giờ chiều nay toàn tỉnh này ghi nhận 595 ca mắc COVID-19 tại 8 trên 8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 59 ca mắc mới. Toàn tỉnh hiện có 56 xã, phường, thị trấn có ca mắc COVID-19 với 111 ổ dịch. Đã thiết lập 98 vùng cách ly y tế thuộc 57 xã, phường, thị trấn. 4 trên 8 huyện áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số 16. 3 trên 8 huyện áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15. Riêng thành phố Bắc Ninh thành lập 114 điểm chốt cấp phường, trong đó có 84 chốt cứng và 30 chốt mềm. Thưa quý vị khán giả, hôm nay thì tỉnh Bắc Giang đã chính thức sử dụng test kháng nguyên tại 3 điểm nguy cơ cao nhằm phát hiện những trường hợp dương tính nCoV nhanh nhất để tách ra khỏi cộng đồng.
Công tác test kháng nguyên diễn ra tại 3 điểm là Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng thuộc huyện Việt Yên, tâm dịch hiện nay, với tổng số dân cư tại 3 điểm này là gần 19.000 người. Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện định kỳ 3 ngày một lần. Phương pháp test kháng nguyên nhanh nhằm sàng lọc những người có nguy cơ cao. Kết quả test có sau 15 phút, độ chính xác từ 70 đến 75%. Phương án này được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long quyết định sử dụng thay thế phương thức xét nghiệm real-time RT-PCR trong bối cảnh số ca nhiễm tại Bắc Giang tăng cao và khoảng 15.000 người đang chờ xét nghiệm. Những trường hợp kết quả test dương tính lập tức được cách ly riêng và xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR. Hiện CDC Bắc Giang đã có sẵn 14.500 bộ sinh phẩm, test nhanh và từ Hà Nội hỗ trợ là 12.800 bộ.